Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh ICO review của mình. Thì tiếp theo cái video hôm trước giới thiệu về dự án Orbis sơ qua rồi, thì về ngày hôm nay mình sẽ đi sâu hơn về đội ngũ team của cái dự án Orbis Transfer này. Ok, thì chúng ta bắt bước tiếp vào ha. Đây là cái thông tin về cái đội ngũ. Thì chúng ta có thể coi cái video sơ qua về cái văn phòng làm việc. Đó. Orbis Transfer ha. Vừa rồi đó là chúng ta có thể thấy đây là ba cái thành phần của team. Người đầu tiên đó là founder của team. Đây, founder của team là Ngaturoroi. Thứ hai. Đó. Đó và còn lại hai người khác thì mình cũng không rõ lắm. Ok. Thì đây là cái văn phòng làm việc của dự án Orbis Transfer. Đối với đội ngũ của team. Chúng ta có thể xem qua đây. Nhóm Orbis kết hợp niềm đam mê của họ và công nghệ, công nghiệp web và tài chính với những hình ảnh mạnh mẽ cá nhân tạo ra sự pha trộn độc đáo giữa tài năng và sự sáng tạo, tạo nên một nơi làm việc tuyệt vời. Về founder, người sáng lập và đồng thời là giám đốc điều hành của dự án Orbis Transfer là Mihai Tudoro, có rất nhiều kinh nghiệm, kỹ năng làm việc hơn 9 năm với tư cách là một doanh nhân trong các lĩnh vực blockchain, ngân hàng. Marketing, quản lý, phân phối và công nghệ thông tin. Mihai mong muốn thay đổi thế giới, mang đến những công nghệ tầm nhìn mới trong lĩnh vực tài chính. Đây thì chúng ta có thể xem về cái thông tin của anh ta. Đây, với hơn 500 connection, anh ta hiện là CEO của OrbisSolutions, OU, Transfer.com, STL Advisor, Blockchain with Web Design, Mobile App, Software Development, Maurice Spain. Đó thì ông ta là đấy, hiện đang làm việc cho OrbisSolutions và là làm chủ của cái business advisor này, CEO của Tururo 12. Đây là một số cái thông tin của ông ta. Tiếp theo là Orbis Kavistos, là giám đốc hoạt động và giám đốc dự án của dự án này. Hết kinh nghiệm và kỹ năng của mình tham gia vào các dự án tại FU International Academy Tenor Fry và Anderson với vai trò là giám đốc dự án Digital Marketing Trainer và Social Media Specialist. Đấy, thì chị này cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm trong vực blockchain. Đây, đấy, thì đây là một cái số thông mail, email hay Skype của chị ta có trên đây luôn. Hiện nay đang làm International Project Coordination của FU International Academy Tenify. Social Media Manager của Sanderson, Online Marketing Seminyo. Đó, ngoài ra còn là một số công việc khác. Đấy. Đây là một số người mà đánh giá. Tôi rất hài lòng khi làm việc với Osora trong vòng 2 năm đã xây dựng được một cái cộng đồng mà không có dành cho lợi nhuận. Remote Worker. Đó là một số cái lời đánh giá về cái người phụ nữ này. Tiếp theo là Alessandro Fresco, là nhà phát triển web, web developer, phát triển công nghệ thông tin, tạo các trang web, góp phần mềm, ứng dụng ứng tới độc đáo, 13 tuổi cho các ngân hàng, doanh nghiệp, doanh nhân và cộng đồng trò chơi, MU và người viết blog. Đó, thông tin của anh ta như vậy. Tiếp đến là James Cassatt, là về thiết kế, đa phương tiện và sáng tạo, là đồng thắng lập tại Luminous Creative, là nhà thiết kế có tầm nhìn xa. Một nhà thiết kế web đáng tin cậy và phát triển cho hơn 500 tập đoàn quốc tế nổi tiếng. Đấy thì mình sẽ cùng xem qua cái người công ty của anh ta. Hiện tại trên cái trang, có vẻ như là trên trang LinkedIn thì bị rất nhầm link của anh ta. Tiếp theo là Marina Arizona, là thiết kế, đa phương tiện và sáng tạo, đồng sáng lập của Luminous Creative, chuyên gia về tạo video hoạt hình, thiết kế web, phát triển hơn 500 công ty trên thế giới. Cũng ná ná với ông này. Tiếp theo là Alessandro Lonescu, là blockchain developer, chuyên gia công nghệ thông tin và là người đam mê blockchain, có hơn 6 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển blockchain.
là một phần của 10 dự án ICO thành công. Tiếp theo là Anthos Rusnov, tích hợp và bảo mật phát triển web, là một nhà phát triển và hacker máy tính tự học, làm việc theo các hướng nội chỉ vào ban đêm như cú đấm Orbis. Ông là một phần của cộng đồng hacker mũ trắng, duy trì an ninh cho hơn 20 công ty tài chính trên toàn thế giới. Một hacker mũ trắng, một người làm về, chúng ta đã biết là có hacker mũ trắng và mũ đen. Thì mũ đen là làm chuyên những cái về giống như ăn cắp, ăn trộm, phá hoại gì đó. Còn mũ trắng thì ngược lại, duy trì an ninh. Tiếp theo là As Was Yourself, công nghệ, một công nghệ MBA, tốt nghiệp chuyên ngành. Có hơn 4 năm kinh nghiệm trong việc điều bộ phân phối công nghệ thông tin tại công ty GE. Một tập hợp các kỹ năng trong việc tạo ra các giải pháp kỹ thuật cho nhiều lĩnh vực. Đấy. Catherine Johnson là về giám đốc tài chính, 7 năm kinh nghiệm tài chính, làm việc cho hai ngân hàng khác nhau và các công ty khác với tư cách là nhà tư vấn tài chính, kế toán và cố vấn. Có thể phát triển bất kỳ doanh nghiệp nào từ đầu. Đó. Và ngoài ra còn một nhóm phát triển phần mềm thì có không có trong thông tin ở đây. Ok, thì vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho các bạn về đội ngũ team. Đội ngũ team rất là tốt, cũng khá là tiềm năng của dự án Orbis Transfer. Thì cái video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo. Xin chào.